Hàng năm cứ vào đầu thu, cá hồi bắt đầu quay về sông hồ nơi mà chúng đã được sinh ra để đẻ trứng. Vào mùa sinh sản, chúng từ biển khơi bơi ngược dòng về với sông hồ, nơi chúng được sinh ra để đẻ, ấp trứng trong nước ngọt và chết tại đó. Khi đến tuổi thành thục, chúng lại bắt đầu bơi ngược dòng, từ biển về sông hồ để đẻ trứng. Vượt hàng dặm biển khơi, bao gành đá, nhảy qua thác nước cao và lẩn tránh các con thú săn, đặc biệt là gấu. Sau khi vượt qua thác, chúng đến dòng sông được sinh ra bắt đầu cho việc đẻ trứng. Cá hồi bố mẹ dùng đuôi để đào ổ đẻ trong những hốc đá và tiến hành thụ tinh. Sau khi đẻ xong, chúng lại dùng đuôi đẩy những viên sỏi lấp vùng trứng đó lại. Trứng cá hồi hình cầu, những quả trứng mới đẻ ban đầu có màu đỏ, sau đó chúng đổi sang màu hồng và khoảng từ 2 đến 3 tháng trứng sẽ bắt đầu nở. Khi cá hồi đã lớn, chúng theo dòng nước vào các hồ, sinh sống tại các hồ này khoảng 2 năm. Khi trưởng thành, chúng tụ thành đàn trong các khu vực nước lợ hoặc mặn để điều chỉnh cơ thể thích hợp trước khi chúng ra đại dương. Hầu hết cá hồi Thái Bình Dương chết sau thời gian sinh nở. Cá hồi đực chết sau khi phủ tinh trùng lên lớp trứng, cá hồi cái cũng chết theo trong vài ngày sau đó.